Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chính sự Ukraine tối thứ năm ngày 28 tháng 3, ngày thứ 764 của cuộc chiến. Chiều nay thì phía Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào khu vực vùng Bengorod và vùng Donetsk, như vậy là lại tiếp tục có người bị thiệt mạng ở vùng Donetsk, ngay đằng sau khu vực Adipka, vậy là Ukraine đã sử dụng Hima để tấn công. Những ngày gần đây thì với việc là NATO họ đang tập trận rất nhiều ở biên giới phía Tây uh, của ở Ukraine. Khả năng là họ đã tuần uh, các cái loại bom đạn uh, viện trợ cho phía Ukraine. Cho nên chúng ta đã thấy có những cái đợt UAV xuất hiện uh, nhiều hơn, dày đặc hơn ở khu vực uh, uh, Kherson. Rồi pháo Hima đã bắn ở đây quay trở lại uh, những ngày vừa qua trên một số lượng khá lớn. Chiều hôm nay thì cũng có dấu hiệu Ukraine bắt đầu tăng cường những cái um, cuộc tấn công bằng UAV và phản kích trở lại ở hướng Berdichi, Adipka. Như vậy cho thấy là Ukraine cũng uh, vừa nhận được những cái nguồn cung đáng kể nào đó liên quan tới các loại vũ khí đạn dược của họ. Còn uh, các đợt tấn công của họ vào vùng Belgorod thì đã bị phía Nga bắn chặn như vậy cả ngày có lẽ Ukraine đã bắn đến hàng trăm quả rocket vào khu vực này, chỉ có một cái UAV nó đã thoát được hệ thống phòng không và nó đâm vào cái tòa nhà của Bộ Nội vụ của Nga ở vùng belgorod khiến cho một uh, gọi là cô gái bị thương nhẹ. Về phía Nga thì trong chiều hôm nay họ tiếp tục uh, dùng các đoàn tấn công chiến thuật một cách uh, và rất có tổ chức và tính toán, tấn công vào cụm đóng quân của uh, vùng khắc Cốp theo như là lời của những cái mình gọi là gì nhỉ? Lại một lần nữa. Tức là những cái chiến binh ngầm, kiểu chiến binh nằm vùng đấy. Vâng, đúng rồi. Bây giờ tôi dùng cái từ nằm vùng quý vị nhé. À, của các chiến binh nằm vùng ở vùng Mykolaiv đã phím tín hiệu cho phía Nga để phía Nga tấn công bom uh, uh, FAB-500 vào khu vực đóng quân của Ukraine ở vùng Kharkov. Trong đó có 50 chiến binh uh, của cái binh đoàn tự do nước Nga và một số những uh, phi công nước ngoài mà tôi cũng không hiểu tại sao lại có phi công nước ngoài lại xuất hiện ở trong cái khu vực ở vùng kharkov tuy nhiên đây là một thông tin và uh, ở cái phía mikolaev họ đã đương thông tin uh, ít nhất đã có 50 người bị uh, loại khỏi vòng chiến đấu không biết là thương và bị thiệt mạng ra làm sao nhưng nói chung là những ngày gần đây thì phía nga đã tấn công rất nhiều những cái cụm đóng quân vài chục người như vậy Ngày hôm qua họ đã sử dụng rất nhiều bom FAB vào tận khu vực trung tâm của Kharkov. Và không chỉ cái vụ này, còn vài vụ nữa khi mà phía Nga phát hiện ra những cái điểm tấn công UAV của phía Ukraine từ đây vào cái vùng Bengorod. Sau đó thì họ đã phát động những tật tấn công gọi là phản kích ngược trở lại, khiến rất nhiều những cái tòa nhà dạng như kiểu 5 tầng, nó như kiểu là của các cái trụ uh, sở hay là những cái học viện quân sự nào đó. Uh, sau đó đã xuất hiện thấy rất nhiều những cái người lính mà lang thang ở dưới phía đường ở trong những cái bãi bị san phẳng đấy để nhặt nhạnh hoặc là tìm kiếm cái gì đó cho thấy rằng là đã có rất nhiều những cái vụ nổ gây tổn thất cho phía quân đội. Vụ tấn công uh, vào Chasipja khiến cho khả năng chuẩn tướng à, uh, Nga Ba Lan bị thiệt mạng. Thì sau đó ở biên giới của Ba Lan đã xuất hiện uh, một số máy bay của NATO, trong đó có một cái máy bay Uh, của cái lực lượng uh, gọi đại khái là như kiểu không quân hoàng gia Anh Mà chuyên trợ các nhân viên quân sự cao cấp Đã đón ở khu vực này Và sau đó thì đã di chuyển nhanh về phía thủ đô London Vùng Khắc Cốp, uh, vùng Đô Nhép Là nơi chắc chắn sẽ có rất nhiều những cái chuyên gia Đúng không ạ, uh, tư vấn từ viết của phía phương Tây Và trong đó thì không thể thiếu người Ba Lan, người Anh, người Mỹ Và dạo gần đây thì có thêm người Pháp nữa rồi cũng lần đầu tiên chúng tôi quan sát thấy uh, những ngày gần đây, thì đặc biệt là trong chiều nay, phía Nga đã tấn công bằng bom 1.500 vào rất nhiều khu vực biên giới của Sumy uh, và họ nói rằng họ đã tấn công vào cái cụm đóng quân của cái lực lượng uh, dân chủ nước Nga à, và dường như lực lượng đấy phối hợp với lực lượng Kharkov chuẩn bị mở một đợt tấn công mới vào vùng ben Gorod và họ đã sử dụng đòn tấn công đó để ngăn chặn. Sau đó thì Nga lại tiếp tục tấn công bom FAB vào vùng vô tức là vùng giáp biên giới ở khu vực vùng Đông Bắc của khắc Cốp nơi mà chúng ta dự đoán sẽ có cái đợt tấn công về hướng phía đông của phía Nga. Phía Ukraine, bây giờ họ bắn sang Belgorod, thì hầu hết các hỏa tiễn và UAV của họ bị bắn chặn hết, nhưng mà bây giờ phía Nga tấn công vào khắc Cốp thì gần như là hệ thống phòng không không còn cái gì nữa. Hôm nay thì ông Zelensky ông đã phải phát biểu rằng là không hiểu là các ngài để những cái hệ thống phòng không ở Paris, London rồi Berlin để làm cái gì khi ở đấy có ai tấn công đâu. Thế mà để khắc cốp của chúng tôi không có cái gì bảo vệ. Patriot đâu hết cả rồi. <laughs> còn ngày hôm qua thì bộ trưởng ngoại giao kuleba còn nói rằng là vâng nói một cái từ mà dịch ra tiếng việt nó kiểu như thế này có nghĩa là à, không hiểu hết là những hệ thống phòng không bay chướt chó chết đang ở đâu hết rồi hãy gửi ngay cho chúng tôi đòn tấn công cuối cùng là vào khu vực phía tây bắc đông bắc của thành phố zaporizhia à, vào khu vực đó chúng ta nhìn đến tổ hợp nhà ga rồi đường dây rất dày đặc ở đó thì phía nga đã tấn công vào một đoàn tàu chở các trang thiết bị vũ khí và đạn dược của ukraine vào thời điểm nga tấn công bằng tên lửa thì ukraine đang bận rộn để dỡ những chuyến hàng của mình xuống sau đó thì phía nga lại tiếp tục tập kết bằng tập kích bằng các uav cảm tử và theo những nguồn tin ban đầu thì đã có ít nhất hai toa tàu bị phát nổ và lửa sau đó đã cháy nổ trên quy mô lớn khiến cho người dân ở khu vực đó khiếp sợ thông tin cụ thể nó là cái gì thì không biết nhưng mà sau đó có những vụ nổ thứ cấp diễn ra và đến bây giờ thì đã nhiều tiếng trôi qua rồi nó vẫn còn đang tiếp tục cháy nổ Vâng, Zaporizhia thì chúng ta biết là khu vực này nó chính là khu vực trung tâm hậu cần của toàn bộ cái tuyến phía chiến trường phía Nam. Ở thủ đô Kiev thì chính quyền của Ukraine cũng giống một cái cảnh báo ở cấp độ cao liên quan tới việc những ngày hoặc những giờ sắp tới có thể xuất hiện những cánh quân biệt kích, những cánh quân mang tính chất là hoạt động trong lòng địch và những cánh quân đặc nhiệm của Nga xâm nhập vào thủ đô Kiev để hoạt động ở trong khu vực đó. Vâng, kẻ cũng lạ thật. Tôi không nghĩ rằng là những cái lực lượng như vậy lại hoạt động trong Kiev và Ukraine lại biết về chuyện đó, đúng không ạ? Rất có khả năng, mà tôi thử đoán thôi, đúng không ạ? Không phải là đoán mà chúng ta có một ý tưởng để trao đổi thôi. Rất có khả năng một cái uh, vụ uh, tự khiêu khích nào đó có thể xảy ra khi người ta hay nói trước những cái việc như vậy. Bởi vì đây là một việc rất lạ. Những hoạt động mang tính chất uh, hoạt động ngầm, năm vùng đúng không ạ thì nó sẽ diễn ra ở các cái khu vực các cái tỉnh nhạy cảm mà phía nga đang có ý nhắm tới nhiều hơn là khu vực kiev những ngày gần đây và đặc biệt là trong sáng ngày hôm nay khi mà tổng thống putin đã nói về những vấn đề phía ukraine à, đã có những hoạt động chuẩn bị ở khu vực biên giới các hạ tầng hàng không không quân sân bay kho đạn dầu mỡ hệ thống phòng không chạy khắp biên giới từ belarus tới miền Tây, rồi tới khu vực uh, Rumani và Bonova, thậm chí là trong cả Moldova. Uh, với sự xuất hiện của sân bay và đặc biệt hệ thống phòng không, như vậy là Ukraine và uh, NATO đang có một cái ý định leo thang trong việc là sử dụng hệ thống phòng không này chuẩn bị bắn hạ những tên lửa của phía Nga để leo thang và sau đó có khả năng là sẽ thiết lập vùng cấm bay ở một vài vùng lãnh thổ nào đó của phía... Ukraine để hỗ trợ lực lượng phòng không, không quân của Ukraine, đặc biệt là phi đội F-16 có thể làm việc trong lãnh thổ Ukraine một cách thoải mái hơn. Một số nhà phân tích quân sự của Nga cho biết là đây là một trong những cách làm của NATO khi họ dần dần sử dụng cái phương pháp marketing của gấu. Đặt một chân vào rồi tiếp tục đặt chân thứ hai để không gây leo thang một cách trực tiếp. Và họ đề xuất là chúng ta phải ngay lập tức đưa tung ra những đòn giáng trả mạnh vào những cái hệ thống phòng không tại biên giới của các nước NATO để dằn mặt bọn NATO. Đồng thời, bọn họ cũng cảnh báo về việc là phía nga cũng nên bắn gọi là hết những cái máy bay UAV này nọ bay ở khu vực Biển Đen để thám thính cho Ukraine tổ chức các đợt tấn công vào vùng Crimea. Hiện nay thì vẫn có đang có máy bay của NATO bay ở vùng uh, Biển Đen. Vâng, thời điểm này thì sau khi nước Nga trải qua một cái biến cố khá kinh hoàng như vậy thì chắc là cũng có những cái leo thang nhất định liên quan tới cái việc đối xử với lại NATO. Tên lửa của Nga bay vào các khu vực biên giới của Ukraine thì nó không phải là một cái vùng thuộc NATO quản lý. Và đây không phải là một cái vùng của vùng trời bình yên cho nên nếu NATO mà ngăn chặn đánh chặn các tên lửa của Nga thì điều đấy ngang mới việc là nó không khác gì gọi là giao chiến trên chiến trường và chắc chắn là Nga sẽ dùng tên lửa tấn công vào những cái mục tiêu của NATO ở biên giới. Và Nga cũng chỉ có cách làm như vậy để mà trong cái trường hợp Ukraine tiếp tục thua cuộc thì NATO sẽ có những hoạt động leo thang. Bên thua cuộc thì thường có một cái lợi thế về tâm lý để leo thang hơn và họ tấn công như vậy sẽ ngăn chặn được cái tham vọng của NATO thiết lập vùng cấm bay ở các khu vực biên giới. Như vậy với việc là NATO như người Đức, người Pháp đã thiết lập ra những đạo quân vài nghìn quân ở biên giới và thậm chí có thể là xâm nhập lãnh thổ của Ukraine rồi cho thấy cộng với những cái việc mà liên quan đến hệ thống sân bay rồi phòng không thì cho thấy rằng thực tế một cuộc chiến của NATO với Nga cũng đã bắt đầu từ lâu và bây giờ nó đang có một cái dấu hiệu lao thang một cách rõ ràng mà thôi. Khả năng cuối cùng họ đánh nhau trên mặt trận cũng không còn bao xa nữa. Nhất là với cái thế trận Ukraine càng ngày càng bị đuổi so với lại thế trận của phía Nga. Vâng, tóm lại là bây giờ không khí chiến tranh nó càng ngày càng dồn dập chúng ta hãy đến với những thông tin trên mặt trận. Những ngày gần đây thì phía Nga cho biết rằng họ đã thành lập ra một cái đơn vị ngang với lại một cái gần như một lữ đoàn thủy chiến. Đến bây giờ thì chúng ta cũng không biết họ hoạt động ở đâu và và, và không biết là cái cơ sở của họ có thể hoạt động như thế nào khi mà Ukraine đang thống trị các cái vùng thủy chiến của vùng phía Nam của Biển Đen và vùng phía Tây, Tây Bắc của Biển Đen cộng với lại toàn bộ lưu vực bờ sông Repo, chúng ta cũng không biết rằng nga sẽ định có những cái loại tàu bè như thế nào để đối đầu với lại quân Ukraine à, khi mà phía Ukraine thì họ rất mạnh về các loại à, gọi là USV cảm tử, xuồng tàu tầm nhỏ rất nhiều à, như vậy là những thông tin về phía nga không có căn cứ và cũng chưa có một cái lực lượng đáng kể à, và rất là gây tò mò đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nắm được thực sự là những cái mặt trận như thế này thì nó nhỏ đến đâu và phía nga có thể sản xuất tàng trữ những cái này như thế nào à, vâng ở đây có những cái hồ như này cũng không loại trừ đúng không ạ rất thú vị ở trên nữa vâng trên này nữa Rồi, chúng ta hãy chờ xem những thông tin khi mà à, ở đây nga nói rằng là họ muốn tổ chức cái hệ thống uh, thủy quân này để ngăn chặn những đòn vượt sông của phía ukraine xa tôi thì tôi không tin bởi vì tại sao bởi vì là UAV của Nga đã làm một cái nhiệm vụ nó quá hoàn hảo Cộng với pháo kích của họ trong cái việc ngăn chặn những đợt vượt sông trên quy mô lớn của Ukraine rồi Bây giờ thành công lớn nhất của Ukraine chỉ là vùng Klinky Mà trong đấy chỉ còn khoảng 200 binh lính đóng ở đấy Cũng chẳng làm được cái gì cho đời nữa Vậy thì không cần phải thành lập ra hàng lữ đoàn, đúng không ạ Mà một trong cái dấu hiệu này thì chúng ta thấy là thời điểm này phía Nga chuẩn bị thành lập cái đơn vị đó để làm các công tác vượt sông khi mà chiến trường của họ thuận lợi ở khu vực phía bắc, phía đông họ sẽ đổ bộ qua sông à, ở khu vực này có thể dùng đến thủy quân. Thứ hai nữa, sau khi họ đổ bộ qua sông thì họ cần phải vượt qua sông để phối hợp với cánh quân ở trên xuống cũng bằng cái lối đánh thủy quân như là cha ông của họ đã làm thế chiến thứ hai, đúng không ạ? Và như vậy thì họ sẽ cần rất nhiều những cái tài liệu để vượt qua sông. Và đây cũng chính là lúc mà phía Nga nên bắt đầu những hoạt động sản xuất này nọ, cất giữ các cái thiết bị nhiệt vế phục vụ cho việc vượt dốc. Chắc là cũng phải mất đến hàng năm. Ở các chiến trường khác thì trong đó đáng lưu ý nhất là việc phía Nga tiếp tục tiến quân rất đáng kể ở khu vực Uleda. Những bước tiến của bản đồ buổi chiều cho thấy là buổi sáng thì phía Nga đã tiến quân ở khu vực phía Nam, rồi đến buổi chiều thì họ lại tiến quân ở khu vực phía Bắc và khu vực uh, trung tâm. Vậy là khả năng phía Nga đã đẩy Ukraine hoàn toàn ra khỏi khu vực trung tâm và đã đánh chiếm tới khoảng 2 phần 3 cái thị trấn quan trọng này. Vâng, trên bản đồ thì vẫn có khả năng nó tiếp xúc đâu đấy, đúng không ạ, đến một cái đoạn khá lớn trong chiều ngày hôm nay, đến tầm này. Và chúng ta hãy chờ những cái bản đồ họ cập nhật ra. Như vậy sau khi phía Nga có những cái động thái tiến quân đáng kể ở khu vực phía Bắc thì bây giờ cánh quân phía Nam, phía Đông của họ cũng đã bắt đầu dục dịch tiến để đẩy Ukraine lui về phía này và sẽ hợp công với lại cánh quân phía Bắc khi mà họ tiến gần tới Paraskovia, Konstantinivka. Phía Nam thì có vẻ là gặp nhiều khó khăn khi Ukraine có một cái lợi thế bờ sông, cánh rừng và cao điểm đang thủ rất chặt. Nga không thể tiến được lên mặc dù họ đã cố cho các cái xe giả phá bom mìn của họ để vào trận địa của Ukraine nhưng mà có vẻ Ukraine đang dùng rất nhiều cái pháo phản lực của họ tuyến đằng sau và UAV tấn công tiêu diệt những cái xe đấy của phía nga cho nên là trận địa mìn đã chặn cái bước quân nga một cách khá hiệu quả như vậy trong ba hướng tiến quân của nga nhằm tiến tới cái khu vực mục đích tiêu này thì cánh quân phía trên À, có vẻ như là họ đạt được cái bước tiến khá đáng kể cánh quân phía đông thì có vẻ thuận lợi nhất còn cái cánh quân phía nam à, gặp khá nhiều trục trặc chúng ta cũng biết rằng ở khu vực này thì là có một đơn vị của lữ đoàn cơ giới số 79 của Ukraine đơn vị đấy đã nhiều lần cho nga gọi là ngậm trái đắng cho nên là họ biết cách để phòng thủ khu vực này ở Ukraine có hai cái đơn vị mà họ phòng thủ rất tốt ở vị trí sở trường họ là 79 và một cái đơn vị số 56 ở khu vực Beholodivka. Như vậy chúng ta có thể hình dung ra thế trận bây giờ Ukraine đang thiết lập trận địa vòng cung, à, vòng bán nguyệt xung quanh khu vực này à, và phía Nga đang tấn công từ ba hướng. Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở toàn tuyến phía Uleda lên tận Herodivka, à, không có thay đổi gì đáng kể trừ ở Novomikhailivka. Ở khu vực trên này thì đã có thông tin là phía Nga lại một lần nữa vượt được qua sông khi mà chiến trường hôm trước họ đã đẩy lui Ukraine ra khỏi bên này bờ sông, ở sát bờ sông. Bây giờ thì quân họ đã tiến sang bên khu vực phía Bắc và đánh từ phía Bắc xuống Semenivka cộng với cánh quân phía Nam. Mặc dù đang gặp rất nhiều những đợt phản công của Ukraine vào sườn của cánh quân phía Nam. Khả năng thì chúng ta sẽ thấy những cái thay đổi quan trọng diễn giả Semenivka trong những giờ sắp tới. Và kiểu đánh kiểu này thì một ăn cả ngã về không. Và nếu không thay đổi thì có nghĩa rằng là Nga lại bị đánh bật trở lại. Vì thế trận như này nó rất mong manh cho cả hai bên. Đúng ạ. Một là ông chiếm được thì ông củng cố được ngay. Còn nếu không bị đánh vào thì cũng tung cả hai gọng kìm. Còn ở hướng Berichi thì phía Nga cũng cho biết rằng là trong chiều ngày hôm nay họ cũng đã tiến quân và tạo được nhiều cái bước tiến đáng kể. Cũng có khả năng ngày mai chúng ta sẽ thấy cái sự thay đổi ở khu vực này. Ở đây thì chúng ta thấy một điểm rằng khả năng Nga vượt qua sông cũng không phải là quá cao bởi vì lữ đoàn số 47 vừa mới đưa thêm nhiều xe trong đó buổi sáng chúng ta đã nhìn thấy xe Challenger à không, Abram của họ đã bị bắn hạ một chiếc nữa ở đây đúng không ạ? Rồi chiều nay thì lại xuất hiện thêm những cái xe bọc thép uh, Bradley cộng với lại lần đầu tiên họ dùng xe Striker ở hướng này như vậy cho thấy rằng là họ đang cố bằng được để giữ cái tuyến phòng thủ Bedychi-Semimika. Có nhiều thông tin rằng phía nga đã đánh bật ukraine ra khỏi hoàn toàn bờ sông bên này và khỏi khu vực trung tâm của Bedychi và ukraine chỉ còn giữ lại một phần nhỏ bên kia bờ sông thôi. Tuy nhiên thì bờ sông cũng là một cái dù nhỏ cũng rất là khó. Nhưng mà ở phía ukraine thì với việc họ đã đánh mất cái uh, gọi là cái điểm phòng thủ phía Bắc thì cơ bản là nếu họ không đánh bật được, chiếm lại được cái đoạn này thì uh, giao tranh trở lại phòng chống thì nó cũng chỉ mang tính chất là tạm thời thôi, trước sau thì ông mất. Bây giờ điều quan trọng nhất là họ phải bảo vệ được, lấy lại và bảo vệ được cái sườn cái gọng kìm ở phía Bắc. Còn thứ hai tất nhiên nó là cái khu vực bờ sông này, đúng không ạ? Mặc dù Nga đã vượt qua sông nhưng mà nó cũng chỉ mang tính chất là chiến thuật đột kích, chứ cũng nếu không tiến được thì cũng không thể duy trì lâu được khu vực đó. Tình huống thì sôi động và phức tạp nhưng mà cơ bản nó vẫn đang tiếp tục xấu nhanh về phía Ukraine. Giao tranh vẫn diễn ra trên toàn tuyến ở hướng Na phía Tây của Bắc không có thay đổi gì cụ thể. Phía Solida cũng giao tranh trên các mặt trận chiến thuật cũng ác liệt. Giao tranh trên bộ diễn ra ác liệt Beholivka và ở vùng Terry còn bắt đầu ở trên hướng này thì chúng ta lại thấy một cái sự im ắng quay trở lại sau uh, mấy ngày uh, có một chút dồn rã. Dạ. Sau 2 3 tuần im ắng thì bây giờ lại tiếp tục một sự im ắng lạ kỳ. Chiến trường này im ắng thì uh, càng cho chúng ta thấy một cái dấu hiệu khả năng là sẽ có diễn biến lớn xung quanh khu vực Kuban, có khả năng là phía bên dưới, uh, bên phải bờ sông hoặc là có khả năng phía bên trên, bên trái bờ sông ở uh, vùng lãnh thổ khắc liên quan tới um, những hoạt động mà liên quan đến vũ khí của hai bên mà quan trọng ấy thì trong chiều ngày hôm nay chúng ta đã thấy những cái máy bay mig 29 của Ukraine đã mang theo uh, những quả bom Zidam mà của Pháp đầu tiên. Trước đây thì chúng ta biết là bom đấy của Mỹ đã từng ném ở đây rồi mặc dù số lượng không nhiều. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta đã bắt đầu thấy uh, cái con Mic 29 này tích hợp được cái bom của Pháp. Và nó đã ném ở đâu đó, ở cái khu vực Zaporizhia, ở khu vực uh, vùng Bakhmut, vào một cái sở chỉ huy nào đó của phía Nga. À, như vậy cho thấy lần đầu tiên có cái sự tham dự của bom di đàm của người Pháp. Mặc dù số lượng uh, của họ cho Ukraine một tháng chỉ có khoảng 50 quả thôi, uh, nhưng mà cũng là những cái uh, hoạt động đầu tiên. Để so sánh với phía Nga thì đến thời điểm này uh, chúng ta biết là mỗi tháng Nga ném uh, bây giờ không biết bao nhiêu, nó không để đếm nổi nữa rồi. Hàng ngày bây giờ có lẽ là Nga sẽ ném ít nhất khoảng 100 cho đến 200 quả bom có một cái, cái uh, sự tương đương, đúng không ạ? Không giống nhau nhưng mà nó tương đương. Bom cửa Pháp thì nó tầm 250 kg thôi, còn của Nga thì uh, hiếm họa nó mới ném 250, còn nếu không họ thường ném 500 và một phần nữa là họ ném 1.500. Những cái bom của Pháp và Mỹ thì nó thông minh thật Còn bom của Nga thì nó là bom ngu Thế nhưng mà nó được đào tạo nhiều cho nên là nó lại thông minh Bây giờ nó thông minh nhưng mà nó lại rất là rẻ Và số lượng nó rất đông đảo, hung hãn Tuy nhiên thông tin mà chúng tôi thường ít nói về vấn đề vũ khí Thì chiều nay chúng ta có một thông tin nó thú vị từ phía Nga Chúng ta biết rằng là cái phiên bản pháo phản lực tầm xa của Nga Tầm trung đó là cái dòng tornado s đúng ạ à, gọi là lốc xoáy hay là cuồng phong gì đấy thì trước đây nó chỉ bắn cái dòng hỏa tiễn thôi tức là nó giống như con hima ấy nó giống hima chẳng qua là nặng đô hơn và nó chậm chạp hơn nó không cơ động nhưng mà tầm bắn của nó thì rất xa thậm chí xa hơn cả hima và sát thương lớn hơn và thường tấn công rất là hiệu quả vào những cái mục tiêu như kiểu các toa tàu chở đạn các trung tâm chỉ huy này nọ, tức là nó nặng đô hơn Hima à, thì điều đấy có nghĩa rằng là nó tấn công hiệu quả hơn Hima, mặc dù cái tính phẫu thuật của nó không tốt bằng Hima và nó không cơ động bằng. Chúng ta biết rằng là nga thì có rất nhiều cái bom 2.500, người ta không biết là nó nói là bao nhiêu người thì nói hàng trăm nghìn người thì nói hàng triệu quả 2.250 và bây giờ nga cũng không biết làm gì với lại cái bom 250 Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta có một cái sự thử nghiệm để mà đưa vào chiến trường của phía Nga. Đó là ngoài việc hệ thống Tornado S sử dụng để mà bắn hỏa tiễn và tên lửa kiểu như vậy thì bây giờ họ được nó được sử dụng để mà có thể phóng luôn cả cái bom 250. mươi à, giống như phong cách cái bom đường kính nhỏ của phía Mỹ. Tức là bom nhưng mà phóng từ mặt đất đúng không ạ và có tầm xa còn hơn cả Tornado S tới 90 km và ai cũng biết rằng là ở Nga bây giờ có hàng nhiều triệu quả FAB 250, đấy là tôi vừa trích lời một cái vị chuyên gia ở trong các nhà kho. Đây là số lượng bom có nhiều nhất tại thời điểm hiện tại. Và quá trình sản xuất cánh kiếc dẫn đường dẫn điếc cho những quả bom ngô này đã được bắt đầu sản xuất hàng loạt rồi. Như vậy thì thay vì ngày xưa, uh, bây giờ người Nga đang dùng máy bay Su-34 và tất nhiên là Su-34 thì cũng không phải là có nhiều để mà cất cánh khắp bầu trời, đúng không ạ? Để thả những quả bom đấy từ xa và vẫn lơm nớp sợ mà Patriot hoặc là Iris hoặc Nasam nó tiêu diệt thì bây giờ họ có thể sử dụng cái khung gầm của con Tornado S này để bắn tới khoảng cách gần 100 km với hàng triệu hoặc là nhiều triệu quả đạn 250. Điều đấy nó lần nữa có khả năng lại là một yếu tố thay đổi cuộc chơi đấy quý vị cũng nhận không ạ? Tầm bắn rất xa, số lượng rất nhiều, có nghĩa rằng không cần phải quan tâm tới cái yếu tố chính xác hay không, mà có thể phóng loạt trên quy mô lớn dẫn tới cái sự thảm sát ở trên chiến trường trên diện rộng. Với sức khung phá của những quả 250 có thể nói là một cái cơn ác mộng với lại những cái mặt trận dạng như tầm trung của phía Ukraine. Tuy nhiên thì tôi cũng không hiểu là làm thế nào để người ta có thể nhét được cái quả bom 250 đấy vào trong cái uh, Tornado S. Tuy nhiên thì rõ ràng người Nga họ có một cái thiên phú sản xuất vũ khí, đúng không, bom đạn. Cho nên là mình không thể hiểu nổi là họ là cái điều đương nhiên thôi. Quả bom 250 ấy thì trông nó cũng gá thon thả nhẹ nhàng, eo ót. Chứ nó không to và nó cầm cành và trông nó mập mạp, nó nặng cân, nó lên cân, phát phì như là... 1500 hay 3000. Trông nó rất giống một quả tên lửa. Đấy, nó giống như con cá mập đấy. Hôm nay thì những thông tin liên quan tới um, vấn đề uh, gọi là quân đội uh, khá đáng chú ý. Trong đó có một cái đạo luật mà chúng ta đã nói ngày những ngày trước liên quan đến việc giải ngũ cho những cái đội quân đã tham gia chiến cuộc tới hơn 2 năm. Thì bây giờ họ mệt mỏi và họ muốn trở về nghỉ ngơi hoặc là giải ngũ lắm rồi. Và Ukraine đã tung ra những thông tin như vậy trong những ngày trước, đúng không ạ? Họ nói là họ sẽ giải ngũ 300.000 binh lính. À, thế nhưng đến ngày hôm nay thì lại được biết rằng ở quốc hội người ta đã phủ quyết cái đạo luật này và khả năng người ta sẽ bãi bỏ, tức là không cho giải ngũ nữa. Chắc chắn đây là một trong những cái quyết định sẽ gây ra rất nhiều cái phản đối của những người lính đang chiến đấu. Kết hợp với lại cái đạo luật sắp tới, có khả năng được đi vào thực hiện trong việc huy động cả những binh lính 18 tuổi, đúng không ạ? Cho thấy rằng Ukraine đang gặp những vấn đề liên quan tới quân đội một cách nghiêm trọng. Mặc dù Ukraine nói rằng họ không gặp vấn đề lớn liên quan đến việc là huy động dân chúng và quân đội của họ còn đang số lượng rất lớn sẵn sàng chiến đấu, ờ, nhưng mà bây giờ thì chúng ta hãy làm một cái gọi là một cái bài toán. Ukraine nói rằng là họ có tới uh, gọi là 40 triệu dân, đúng không ạ? Họ vẫn nói là 40 triệu dân. Uh, họ nói họ có tỷ lệ giết 10 trên 1 so với phía Nga. Họ nói rằng họ thiệt hại chỉ có 31.000 thôi. Còn họ nói Nga đã thiệt hại tới 600.000 binh lính, đúng không ạ? Vậy thì như vậy là gì? Uh, họ có một lượng dân số nhỏ hơn người Nga khoảng 1/3, 1,3 1/3 bằng 1/3 dân số Nga. Và với tỷ lệ giết tới 10 người Nga với một người lính Ukraine thiệt mạng à, và chỉ tổn thất tới 31.000 thôi, thì chúng ta có thể nhân ra một là chết chỉ có 31.000, đúng không ạ? À, 31 nhân với 10 thì nó phải là 300, chứ nó không phải là 600. Thứ hai nữa, nếu tỷ lệ của Ukraine giết được 1 trên 10, thì rõ ràng là với cái quân số, uh, dân số 40 triệu dân và mấy nguồn lực gần 1 triệu người, như vậy thì bây giờ phía Nga với là phía bên phải lo lắng huy động tổng động viên nguồn lực ở nước Nga bởi vì họ đã chết quá nhiều so với lại người Ukraine. Thế nhưng mà Nga thì đã từ rất lâu không có bất kỳ một cái động viên nào à, lần duy nhất là 300.000 quân ở hồi năm đầu tiên, năm 2022. Từ đấy đến giờ thì họ chỉ có những dạng tình nguyện viên gia nhập quân đội mà thôi. Còn Ukraine thì có thể đã thực hiện đến hàng chục lần tổng động viên rồi, à, tuy là nó từng vùng. Là một cái con số tính toán đơn giản chúng ta cũng biết rằng là toàn bộ những thông báo đưa ra đúng không ạ? Nó chỉ phục vụ cái yếu tố là ma túy tinh thần thôi, còn nó không có một phần nhỏ liên quan đến sự thật. Và điều đấy thì nó cũng nói điều tương tự liên quan tới cái việc này. Nếu nói tỷ lệ 1 trên 10 thì chúng ta phải đảo ngược lại mới là đúng. Bây giờ thì ngày nào chúng ta cũng thấy xuất hiện những cái uh, hàng đoàn nhiều chục người bị bắt ở biên giới khi tìm cách để trốn ra nước ngoài. Uh, ngày hôm nay ở vùng Chechnya thì có ba thanh niên còn dám tấn công cả cái đội gọi là đi bắt lính và sau đó tịch thu hết vũ khí rồi bỏ trốn. Không biết là ba thanh niên đấy thì có phải là lực lượng nằm vùng hay là như nào không mà hoạt động có vẻ là rất chuyên nghiệp. chiều hôm nay thì chúng ta có một số những cái gọi là phân tích cực kỳ thú vị liên quan đến cuộc chiến. Đây toàn là những cái người và những cái tờ báo có thể nói là rất là nổi bật ở phương Tây. À, chúng tôi cũng từng à, trích dẫn những bài phát biểu à, của giáo sư John Mears ông ấy là một trong những nhà khoa học chính trị có thể nói là lỗi lạc nhất ở xã hội phương Tây thời điểm hiện tại à, giáo sư tại trường đại học à, tổng hợp Chicago là một người mà đã theo dõi quan tâm và viết nhiều về cuộc chiến này trong suốt mười mấy năm qua cũng như các vấn đề liên quan tới à, thế giới đa cực rồi liên quan tới địa chính trị quan điểm của ông ấy được tôi đánh giá rất cao bởi vì uh, bản thân ông ấy không phải là một người thân nga cũng không thân ukraine à, nhưng mà có một quan điểm chống trung quốc à, như vậy cũng không phải là quá chống mà ý ông ấy là ông nhận ra một vấn đề mà tôi đánh giá cao là bản thân ông coi người trung quốc là một cái mối thách thức lớn nhất của người mỹ chứ không phải là người nga điều đấy cho thấy rằng là bản thân ông là một người lỗi lạc nhưng mà có một cái quan điểm nó rất là tỉnh táo đúng không ạ Ai trong chúng ta từ người bên ngoài nhìn vào cũng thấy một điều rằng là cái thách thức đến từ bên ngoài, nếu không nói về đến từ bên trong, đối với người Mỹ thực tế nó là Trung Quốc chứ không phải là nga. Hôm nay thì ông có chia sẻ một cái bài rằng là tôi tin tưởng rằng là đây không phải là một cuộc chiến tranh, một cuộc xung đột mà sẵn sàng để đóng băng. Người nga đang chiến thắng ở trên khắp mặt trận. Tôi tin rằng nga sẽ kết thúc cuộc chiến với một chiến thắng không dễ chịu gì cho phương tây. Bây giờ họ đang kiểm soát một cách dễ dàng 20% lãnh thổ Ukraine Cán cân sức mạnh đã thay đổi một cách quyết định trong tay của người Nga kể cả trên khía cạnh vũ khí cũng như nguồn lực Đây là những yếu tố cực kỳ quan trọng đối với một cuộc chiến tiêu hào như là chúng ta đang nhìn thấy mà rất nhiều người không hiểu kỹ về nó Nga có khả năng sẽ à, à, sát nhật thêm 4 tỉnh nữa của Ukraine và lúc bấy giờ họ sẽ có tới 40% lãnh thổ Ukraine. Và phần còn lại thì nói thật ra đó là những cái vùng đất mà thực sự không quan trọng. Và bấy giờ thì Ukraine, à, chính phủ và chính quyền của họ cũng không khác gì một cái chính quyền tạm bỡ cho một cái quốc gia cũng rất tạm bỡ. Khi được hỏi là theo ông thì phương Tây có ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine hay không? Ông nói, Tôi nghĩ rằng là điều tốt hơn đối với Ukraine, tôi rất muốn nhấn mạnh là tốt nhất đối với Ukraine là bây giờ họ tìm cách để mà chấm dứt cuộc chiến và tiến hành đàm phán với người Nga. Đầu tiên, Ukraine cần phải chấm dứt toàn bộ mối quan hệ liên quan đến an ninh với phương Tây và từ chối ngay việc gia nhập NATO. Ukraine cần phải trở thành một quốc gia thực sự trung lập và cắt đứt toàn bộ những cái mối liên hệ liên quan đến quân sự với thế giới phương tây bởi vì cái sự quan ngại hàng đầu của nga đó chính là khả năng ukraine gia nhập nato từ quan điểm đó tôi nghĩ rằng điều quan trọng là mỹ và phương tây cần phải ngay lập tức dừng lại các nguồn viện trợ cho ukraine nhưng phương tây và mỹ tiếp tục cung cấp viện trợ tài chính viện trợ kinh tế uh, cho ukraine để mà quốc gia của họ có thể phục hồi sau chiến tranh. Vâng, tất nhiên là đây là một cái điều quan trọng là đó là một người rất tỉnh táo, đúng không ạ? Thực tế mà nói thì đến bây giờ à, tốt nhất với Ukraine à, đó là họ sẽ phải chấp nhận những cái mất mát nào đó để mà còn duy trì được một cái đất nước, đúng không ạ? Còn đến bây giờ thì ai cũng biết rằng với những gì xảy ra, chắc chắn rằng người Nga họ sẽ không dừng lại. Họ không dừng lại, Ukraine sẽ mất thêm những cái vùng đất quan trọng. Thực tế, nếu nhìn ở Ukraine bây giờ thì chỉ có mỗi một cái vấn đề đó là giới cầm quyền họ muốn cuộc chiến này tiếp diễn, họ bảo vệ được quyền của họ, quyền lợi của họ. À, nhưng mà thực tế thì cuộc chiến càng kéo dài thì uh, Ukraine với quốc tư cách là một quốc gia càng ngày càng chịu những cái tổn thất uh, không chỉ vì những vấn đề liên quan đến lãnh thổ mà còn tất cả những vấn đề liên quan đến kinh tế xã hội trên đường dài. Cho nên vị học giả nói rằng đây là một kịch bản tốt nhất, nó không hề là nói quá, đúng không ạ? Đấy là một kịch bản hợp lý nhất. Chúng ta cũng biết rằng là bản thân người Nga khi năm 1900... à, đúng rồi, năm 1990, họ không có động tới Crimea bởi vì là họ biết rằng là lúc bấy giờ Ukraine vẫn là người anh em của họ, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái câu chuyện là Nga buộc phải ra tay bởi vì nga tin tưởng và yên tâm rằng là ukraine sẽ không bao giờ à, đưa phương tây vào đất nước của họ một cái đất nước mà anh em chính họ cũng gọi là dứt ruột để mà chia cắt những phần lãnh thổ cho ukraine vậy thì cái câu chuyện của phía người nga nó không phải là việc là họ chiếm được bao nhiêu đúng không ạ mà cái quan trọng rằng những vùng đất đấy nó có nguy cơ rơi vào tay phương tây rơi vào tay nato hay không với bây giờ những cái um, hướng đi của ukraine bây giờ thì rõ ràng người nga đã không còn tin ukraine về những cái việc như vậy nữa và cách để mà họ bảo vệ được bản thân họ đó chính là họ sẽ phải chiếm những cái vùng đất để mà phương tây không thể chiếm được nó và đó phải là những vùng đất quan trọng những vùng đất quan trọng đấy thì đương nhiên nó là những một vài vùng ở khu vực miền đông và một vài vùng ở khu vực miền tây của dòng sông ripper trong đó thì chắc chắn phải có những cái tỉnh như Mykolaiv và Odessa bởi lúc bấy giờ thì sẽ khóa cửa toàn bộ uh, đối với Anh uh, ở khu vực Biển Đen liên quan tới lãnh thổ của nước Nga tôi nghĩ rằng vị học giả này nói chính xác tuy là ông ấy không thể thay đổi được điều gì bây giờ nhưng mà đến một thời điểm nào đó thì chắc chắn là những cái tiếng nói này nó sẽ cực kỳ quan trọng Tờ Thời báo của nước Anh cũng có một cái luận điệu tương tự khi nói rằng là thời điểm này cũng là một cái thời điểm mà thế giới phương Tây cần bàn về việc sự sụp đổ của kỳ ép. Tờ báo cho biết rằng là à, không phải như là người ta à, đang nói rằng đây là một cuộc xung đột đã bị đóng băng, bị bế tắc. Kịch bản à, ác mộng đang dần dần hình thành và hiện thực khi phương tây vẫn đang tiếp tục thất bại trong việc gửi vũ khí à, viện trợ cho ukraine tất nhiên cái bài báo kiểu như này thì nó là kêu gọi à, viện trợ cho ukraine một cách à, theo dạng à, tiên truyền nhưng mà vô hình dung thì nó nói cũng rất đúng đúng không ạ à, câu chuyện rằng là phương tây trước đây thì nói rằng đây là một cuộc xung đột mà đi tới bế tắc ở trên chiến trường để mà có những cái sự cổ vũ tinh thần đối với lại thế giới phương tây nhưng mà thực tế thì nếu như kịch bản mà đóng băng như họ nói mà tiếp tục diễn ra theo cái xu hướng này, thì chẳng mấy chốc là người ta sẽ phải uh, thảo luận về sự sụp đổ của Kiev. Tờ Economist thì cũng đăng một bài báo của tình báo nước Anh, cho biết rằng là nước Nga đang hối hả chuẩn bị cho một cái chiến dịch lớn để tấn công trên những mặt trận lớn, đồng thời gây sức ép trên toàn tuyến. Trong đó thì tờ báo ngoài việc nêu ra những công tác chuẩn bị của phía Nga, họ nói rằng là bây giờ uh, kỳ ép và người dân cần phải tiến hành những hoạt động cầu nguyện trước khi quá muộn và dồn hết những nguồn lực của họ vào hình thành chiến tuyến phòng thủ ở toàn bộ uh, các uh, điểm trọng yếu trên chiến trường. Vâng, như vậy là chúng ta có 12 giờ trôi qua với những uh, hoạt động tích cực của phía Nga liên quan tới uh, uh, chiến thuật tấn công chiến thuật trên toàn tuyến. Còn ở mặt trận thì như truyền thông phương Tây và chúng ta dự định, tôi nghĩ rằng là khả năng diễn ra những đợt tấn công trên quy mô lớn ở mặt trận mới thì không biết thế nào. Nhưng ở mặt trận cũ là chắc chắn có, đúng không ạ? Bởi vì nghiên cứu trên những cái hành vi của người Nga thì chúng ta thấy một điểm rằng là không bao giờ họ để một cái mặt trận nó quá im ắng lâu như vậy. Bởi vì thực tế cuộc chiến này đã là cuộc chiến tiêu hao của họ mà, và cái chiến trường ở cái vùng uh, Kupian cho tới vùng Sibec là một cái mặt trận lý tưởng cho Nga làm cái điều đó và họ làm như thế rất xuất sắc trong một thời gian rất dài đúng không ạ? À, đồng thời là các cái khu vực ở khu vực uh, Zaporizhia nó cũng đã ấm cúng trở lại trong những ngày trước đây thì bây giờ nó cũng đã im. Và chỉ còn những cái mặt trận ở khu vực nóng uh, mà nó quan trọng ở cái khía cạnh là chiến thuật thì phía Nga đang hoạt động rất tính cực điều đấy nó cho thấy một uh, cái dấu hiệu rằng là họ đang chuẩn bị những công tác chuẩn bị ở khu vực uh, uh, phía đông bắc và khu vực phía nam để mà uh, quay trở lại tấn công trên một cái cường độ ác liệt hơn trong thời gian tới. ít nhất nó tức là phía nga sẽ giống như tờ tham nói đúng không ạ? Cho uh, tờ economist nói họ sẽ quay trở lại uh, trên những chiến trường uh, đang diễn ra uh, tích cực và sẽ tấn công trên quy mô lớn hơn. Nói về vấn đề logic của chiến cuộc thì thời điểm này cũng chưa thực sự phải là một cái thời điểm mà nó gọi thiên thời địa lợi nhân hòa cho phía nga để phát động những chiến dịch lớn ở các khu vực biên giới đông bắc, các cái khu vực mới chiến trường mới, trừ khi họ có một cái mặt trận dạng tầm trung ở cái hướng phía đông của kharkov nối liền vào khu vực Kupian để phục vụ cho cái chiến trường trong tương lai của về kharkov thì nó hợp lý. Còn đâu cách người Nga đang làm tốt nhất là chính họ đang làm trên uh, toàn tuyến. Như vậy từ cái quan điểm vậy chúng ta cũng có thể thấy rằng uh, trong uh, thời gian chắc là chỉ trong 1 2 tuần đúng không ạ, chúng ta sẽ thấy Nga tiếp tục uh, gây một cái sức ép kinh khủng đối với Ukraine trên toàn tuyến trên chiến trường. Còn các mặt trận mới ở vùng Đông Bắc thì chúng ta cũng uh, vâng cũng phải chờ số thôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo chúc quý vị một buổi tối giữa tuần vui vẻ mạnh khỏe tươi trẻ